Đến Hòn Thơm Phú Quốc có gì hấp dẫn ngoài trải nghiệm cáp treo là câu hỏi mà rất nhiều mem gửi về cho blog Travel Việt trong thời gian gần đây. Các bạn còn hỏi rằng liệu bỏ ra 400.000 đồng để vui chơi một ngày tại Hòn Thơm Phú Quốc thì có xứng đáng hay không? Và để tìm hiểu câu trả lời cho các vấn đề ở trên thì trong video này, blog Travel Việt sẽ giới thiệu đến các bạn tất cả các hoạt động vui chơi tại cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc để bạn suy nghĩ xem đối với mình có gì hấp dẫn không nhé. Tại công viên nước Aquatopia. Nói không phải khoe nhưng bạn biết không, mới đây tại lễ trao giải World Travel Awards năm 2020 thì Aquatopia đã được xứng danh là công viên nước hàng đầu châu Á. Công viên nước Hòn Thơm Phú Quốc thì nổi bật về thiết kế đẹp để khi bạn chụp hình ở bất kể góc chụp nào cũng cho ra những bức ảnh check-in cực kỳ chất và 20 trò chơi hấp dẫn hiện đại được chia thành 5 khu vực theo chủ đề khác nhau phù hợp với tất cả mọi người. Chưa kể chỉ nghe qua tên các trò chơi không thôi cũng đủ làm bạn tò mò rồi đấy. Khu trẻ em. Lưu ý thường các trò chơi trong khu trẻ em của công viên nước Aquatopia Hòn Thơm. Có giới hạn chiều cao là 120cm trở lên, nếu trẻ em từ 106 đến 119cm phải có người lớn đi kèm. 1. Hà lưu tinh nghịch. Để tham gia trò chơi này thì các du khách nhí của chúng ta sẽ ngồi trên chiếc đĩa tròn với bán kính 40m và trượt trong một ống trượt eo nhỏ và bắt đầu một hành trình trải nghiệm 360 độ thú vị. Đặc biệt, các bé sẽ được trải nghiệm cảm giác bất ngờ và phiêu lưu trong những vòng xoáy nước khổng lồ cực kỳ rô mốt. 2. Cơn lốc nhiệt đới. Nếu bé nhà bạn thích cảm giác mạnh thì hãy cho bé trải nghiệm ngay trò chơi cơn lốc nhiệt đới tại công viên nước Hòn Thơm bạn nhé. Trò chơi này được ví như một cơn lốc cuốn bạn và bé vào tâm lốc với sức mạnh dung chuyển cả đảo thổ dân Aquatopia, rồi từ từ thả mình vào những làn trượt sắc màu cực kỳ thú vị. 3. Hang động sóng ngầm. Đúng với cái tên gọi của nó, trò chơi hang động sóng ngầm tại công viên nước Hòn Thơm Aquatopia với màn trượt được thiết kế như một hang động đủ màu sắc sẽ đem tới cho người chơi một chuyến phiêu lưu từ khúc cua này đến chỗ xoáy nọ đầy bất ngờ và thú vị. 4. Hẻm núi Ngọc Trai. Với những bạn nào thích mạo hiểm nhưng sợ bóng tối thì trò chơi hẻm núi Ngọc Trai là một lựa chọn cực kỳ phù hợp. Bởi lẽ trò chơi này gồm những đường trượt được thiết kế để người chơi có thể nhìn ngắm bên ngoài, tạo nên một hành trình lý thú và đầy phiêu lưu. Không chỉ vậy mà có thể ngắm nhìn toàn bộ khu công viên nước Hòn Thơm đầy rực rỡ sắc màu từ trên cao nữa nha. 5. Sao biển tranh tài. Đây là một phiên bản nhí của đường trượt kiểu dốc thẳng đứng để trẻ em cũng có thể tham gia vào trò chơi này tương tự như người lớn. Và nếu bạn muốn tập luyện tinh thần dũng cảm cho bé nhà mình mà ngại gì không thử bước vào thế giới của sao biển tranh tài tại công viên nước Hòn Thơm để trải nghiệm cuộc đua tốc độ và đầy thử thách thì nào. 6. Vũ điệu cá chuồn. Nếu tất cả các thành viên trong nhà cũng muốn tham gia một trò chơi tại công viên nước Hòn Thơm thì sao không thử chọn vũ điệu cá chuồn nào. Với số lượng tối đa là 6 người trong mỗi lượt chơi thì mọi người sẽ được tham gia vào vũ điệu của sóng nước và những vũ công cá chuồn cùng trải nghiệm cảm giác khi bay lượn trên mặt biển, vút cao rồi hòa mình vào làn nước mát lạnh vô cùng phấn khích. 7. Rắn biển tí hon. Trò chơi này cũng có sức chứa tối đa là 6 người cho một lượt chơi, nhưng ngại gì mà không thử cùng nhau để gia tăng sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Đi theo hướng dẫn viên rắn biển tí hon, mọi người sẽ cùng nhau chinh phục những vùng biển mới được khai phá với rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Khu động vật hoang dã. Tạm thời rời xa khu trẻ em, blog Travel Việt sẽ mời các bạn cùng di chuyển đến khu động vật hoang dã của công viên nước Hòn Thơm Aquatopia. Và các trò chơi ở đây thì cũng có quy định là chỉ dành cho người có chiều cao 120cm trở lên thôi nha. 8. Mạng xà phi lao. Đúng như tên gọi của nó, một ống trượt dài với tốc độ lớn và lao xuống với tốc độ cao cùng với những ngọn gió biển mát rượi. Trò chơi mạng xà phi lao này đòi hỏi người chơi phải thật sự can đảm, và tất nhiên phần thưởng thì cực kỳ xứng đáng với cảm giác chinh phục và những xúc cảm phấn khích tột độ chỉ dành cho người chiến thắng. 9. Xà vương giao chiến. Hai đường trượt song song cuốn lượn quanh co qua những dốc đứng đầy kịch tính sẽ đưa người chơi vào một cuộc giao chiến kịch liệt của những vị chủ nhân rừng già Aquatopia. Và nếu bạn cùng với đồng đội muốn thử tranh tài thì mỗi người hãy chọn cho mình một đường trượt để xem ai là người về đích trước nhau. 10. Long xà nổi giận. Đây là phiên bản tiêu chuẩn của đường trượt kiểu dốc thẳng đứng dạng boomerang với kích thước rộng và độ dốc lớn. Với trò chơi này, bạn và đồng đội sẽ có cơ hội cùng nhau trải nghiệm cảm giác lướt đi trên những con sóng và chinh phục dốc đứng táo bạo.
đảm bảo sẽ là kỷ niệm khó quên khi đến với công viên nước Hòn Thơm bạn nhé. 11. Tràn tình quyết chiến. Phải công nhận rằng các trò chơi tại công viên nước Hòn Thơm luôn mang tới một cảm xúc mới lạ cho người chơi, và tràn tình quyết chiến cũng không ngoại lệ. Với đường trượt dài tạo cảm giác cực kỳ hồi hộp, bạn sẽ trở thành một nhà khám hiểm để chinh phục cuộc hành trình bí ẩn giữa đại dương. 12. Bạch tuộc săn mồi. Nếu team bạn chưa thống nhất được leader, vậy thì hãy cùng tham gia bạch tuộc săn mồi tại công viên nước Hòn Thơm để tranh tài nha. Trò chơi là hệ thống 8 làn trượt dài được xếp sát cạnh nhau, bao gồm cả đường ống kín và hở. Việc của mọi người là dùng thảm thay thế cho phao để di chuyển mượt mà trên những đường trượt. Và tất nhiên, ai về đích trước thì xứng đáng là leader phải không nào? Khu thủy quái. Tạm rời khu vực động vật hoang dã thì blog Travel Việt mời các bạn sẽ đến với khu thủy quái của công viên nước Hòn Thơm bạn nha. Và các trò chơi tại đây thì cũng có quy định, đó là chỉ dành cho những người có chiều cao từ 120cm trở lên thôi nha. 13. Giao long tuần dương. Tự hào là một trong 3 trò chơi mới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Giao long tuần dương là làn trượt siêu tốc, lên xuống liên tục và kéo dài, có mức độ mạo hiểm cao như kiểu đang như cưỡi rồng thực thụ. Đảm bảo đây sẽ là một trải nghiệm độc đáo chỉ có tại Aquatopia Hòn Thơm. 14. Hải vương phục hận. Bạn có muốn biết cảm giác khi biển Phú Quốc nổi giận hay không? Thử ngay trò Hải vương phục hận sẽ rõ nha. Với đường trượt dài, vòng xoắn chốc chắc liên tiếp như đưa bạn vào một cuộc đua tốc độ, hồi hộp, lo lắng, xen lẫn háo hức và thỏa mãn khi vượt qua được cơn thịnh nộ của biển cả. 15. Cạm bẫy quái vật. Lần như đang đi du lịch Phú Quốc mà máu anh hùng nổi lên thì làm sao ta? Câu trả lời là đến ngay công viên nước Hòn Thơm để chinh phục trò cạm bẫy quái vật chứ sao. Tham gia trò chơi này, bạn sẽ rơi vào một máng trượt có hình dạng những chiếc phễu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Bạn sẽ có cơ hội hóa thân thành một nhà thám hiểm bản lĩnh, giữ vững tinh thần thép, bám thật chắc và chinh phục những cạm bẫy quái vật đang rình rập xung quanh bạn. 16. Cuộc chiến mãng xà. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, cuộc chiến mãng xà xứng đáng là trò chơi mạo hiểm đáng thử nhất khi đến công viên nước Aquatopia. Bạn không chỉ được chinh phục làn trượt tốc độ cao mà còn có cảm giác rơi tự do giữa không trung. Lưu ý trò chơi này không dành cho những bạn yếu tim đâu nha. Khu thổ dân. Tiếp theo là những trò chơi cực kỳ hấp dẫn tại khu thổ dân, và quy định ở đây là chỉ dành cho những người cao từ 130cm trở lên thôi nha. Với trẻ em từ 85cm đến 129cm, muốn vui chơi tại khu thổ dân của công viên nước Hòn Thơm thì phải có người lớn đi kèm. 17. Vịnh Thiên Đường. Đi biển Phú Quốc mà không cảm nhận chút sóng biển thì quá phí phải không nào? Và Vịnh Thiên Đường tại công viên nước Hòn Thơm được ví như vùng biển bí ẩn với những cơn sóng cuồng nhiệt của biển nhiệt đới. Và sau khi tốn sức chinh phục những trò chơi thú vị tại Aquatopia thì bạn hãy để những con sóng sảng khoái thổi bay mọi nóng bức mệt mỏi nha. 18. Phi long cưỡi sóng. Nếu bạn là fan của bộ môn lướt sóng mà không đủ điều kiện để đến Hawaii thì ngại gì mà không thử sức với trò phi long cưỡi sóng tại công viên nước Hòn Thơm bạn nhỉ. Đây là một trò chơi nằm trong top 3 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đây chính xác là một trò chơi với những người khó tính nhất cũng phải yêu đại dương một cách say đắm. Khu cướp biển, sông lươi. Đây là khu cuối cùng cho công viên nước Hòn Thơm và tất nhiên cũng chỉ dành cho những người mà có chiều cao 120cm trở lên. Trẻ em từ 85cm đến 119cm thì phải có người lớn đi kèm. 19. Thủy Liêm Động. Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đủ biết đây chính là khoảng không gian vui chơi vô cùng tuyệt vời dành cho mọi đối tượng từ trẻ em, thanh thiếu niên cho tới gia đình. Khu này được ví như một ốc đảo hạnh phúc để bạn thỏa sức tận hưởng sức mạnh của những làn sóng từ rừng ra, những làn trượt vui nhộn và những trò đùa nghịch đầy sảng khoái. 20. Dòng sông lơ đãng. Đây thường là nơi mọi người tụ tập đông nhất vào cuối ngày, bởi vì đây là nơi thư giãn tuyệt vời nhất sau khi đã thử thách bản thân tại những trò chơi kỳ thú, cảm giác mạnh ở Aquatopia Hòn Thơm. Việc của bạn chỉ là nằm yên trên phao hoặc là bơi thật chậm để từ từ ngắm nhìn vẻ đẹp của địa điểm vui chơi Phú Quốc này nhé. Tại khu vực bãi biển Hòn Thơm, nếu bạn cho rằng tham quan cáp treo Hòn Thơm ngoài công viên nước Aquatopia ra thì không có gì chơi thì bạn lầm to rồi nhé. Và blog Travel Việt sẽ chứng minh suy nghĩ sai lầm đó của bạn ngay sau đây đây. 1. Check-in ga An Thới, ga Hòn Thơm. Đến cáp treo Hòn Thơm không chỉ được vui chơi mà còn có ảnh mang về nữa nha. Và phải công nhận là bất cứ chỗ nào ở cáp treo Hòn Thơm, sống ảo cũng đẹp. Đặc biệt là khu vực ga đi An Thới và ga đến Hòn Thơm. Nếu không gian kiến trúc La Mã đầy ấn tượng của ga An Thới làm bạn mê mẩn, như là của thời cổ đại phương Tây, thì ga Hòn Thơm sẽ cho bạn view hoàng hôn vô cùng đắt giá. 2. Lặn biển cùng bình khí. Giá dịch vụ 950.000 đồng. Đi biển mà không lặn biển thì lãng phí quá đúng không nào? Và bạn biết không,
Biển Hòn Thơm là một trong những điểm lặn ngắm san hô đẹp nhất ở Phú Quốc đó nha. Và cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp lòng biển Hòn Thơm trọn vẹn nhất chính là lặn bình phí, vì bạn có thể thả mình vào lòng đại dương mênh mông, tận mắt chiêm ngưỡng những thảm san hô tuyệt đẹp bậc nhất ở Việt Nam, khám phá thế giới những sinh vật biển đa dạng đầy màu sắc. Tuy nhiên, lặn bình phí tại Hòn Thơm Phú Quốc chỉ dành cho những du khách mà không biết bơi. Riêng trẻ em dưới 15 tuổi, người bị bệnh tim, hô hấp, sức khỏe yếu sẽ không được tham gia đâu nha. 2. Cano kéo sofa. Giá vé cano kéo sofa tại Hòn Thơm 850.000 đồng trên một lượt chơi của 3 người, tính ra khoảng 280.000 đồng trên một khách. Nếu những trò chơi tại công viên nước Hòn Thơm chưa đủ làm bạn phấn khích, thì trải nghiệm được kéo lướt băng băng trên mặt biển, rồi thỉnh thoảng xoáy theo những vòng cua cực gắt. Giữa những làn bọt nước tung trắng xóa giữa đại dương Phú Quốc, thì đây sẽ là trải nghiệm có 102 không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc của bạn đó nha. Tuy nhiên, đi cano kéo sofa tại biển Hòn Thơm thì nhớ luôn mặc áo phao và làm theo hướng dẫn của kỹ thuật viên nha. Và trò chơi này không dành cho trẻ em dưới 8 tuổi, phụ nữ mang thai, những người hay say sóng hoặc là có vấn đề về tim mạch. 4. Cano kéo phao chuối, giá vé 850.000 đồng cho một lượt 6 khách. Phải công nhận đây là trò chơi đang hot nhưng hầu như khu du lịch biển nào cũng có. Và tất nhiên biển Hòn Thơm cũng không ngoại lệ. Cano kéo phao chuối mang đến cho bạn một cảm giác lướt thần tốc trên những con sóng biển trắng xóa. Tôi lại phấn khích với những lần văng, tạt cực mạnh. Cả hội sẽ mặc sức hò hét và giải phóng tất cả mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Cano phao chuối ở Hòn Thơm thì không dành cho trẻ em dưới 8 tuổi và riêng những bạn tóc dài nhớ buộc tóc gọn gàng, tránh quật tóc vào mặt bạn nha. 5. Chèo thuyền kayak, giá vé miễn phí. Nếu các trò chơi cảm giác mạnh làm bạn mệt mỏi và giờ bạn muốn từ từ ngắm nhìn vẻ đẹp của biển Hòn Thơm, Phú Quốc thì nên chèo thuyền kayak nha. Bạn sẽ có cảm giác lạc trôi giữa tiên cảnh lãng mạn, để rồi thấy mình nhỏ bé, an nhiên hơn bao giờ hết. Bạn sẽ được chèo thuyền kayak miễn phí tại Hòn Thơm, nhưng hãy nhớ luôn mặc áo phao vào nha. Và mẹo chèo thuyền kayak dành cho bạn là nên giữ tư thế ngồi thẳng, hít thở đều đặn, thả lỏng vai. Để thuyền luôn được cân bằng tránh nước biển tràn vào nha. 6. Cano kéo dù, giá vé 800.000 đồng cho một người trên một lượt và 1.200.000 đồng trên hai người trên một lượt. Một trò chơi thú vị tại biển bãi Trào Hòn Thơm, Phú Quốc chính là cano kéo dù. Đây là trải nghiệm giúp bạn có thể thử bay lượn và ngắm nhìn biển đảo Nam Phú Quốc từ trên cao. Cảm giác được trao lượn trên không rồi cảm nhận từng cơn gió biển tát vào mặt hứa hẹn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất khi đến với cáp treo Hòn Thơm. Và nếu bạn muốn ghi lại những giây phút trên không này thì nên sử dụng camera hành trình để đảm bảo an toàn và tránh trường hợp nước làm hỏng thiết bị bạn nha. 7. Nhà phao, giá vé miễn phí. Lại một trò chơi trên biển miễn phí nữa tại đảo Hòn Thơm, nơi cả hội bạn bè có thể tụ tập không giới hạn số lượng. Và rồi mọi người thỏa sức rượt đuổi nhau và thỉnh thoảng lại trượt chân, rồi lấp miệng hấp chút nước biển mặn chát. Nhưng đó sẽ là những giây phút cực kỳ thư giãn thoải mái nhất. Và kinh nghiệm vui chơi tại nhà phao của đảo Hòn Thơm bạn cần phải nhớ là phải bôi kem chống nắng, mũ, kính bảo hộ và mặc quần áo thoải mái. Đừng quên chuẩn bị thêm túi chống nước để đựng các thiết bị điện tử bạn nha. 8. Mô tô nước, giá vé cho một lượt chơi 600.000 đồng 10 phút và 850.000 đồng 15 phút. Là thêm một trò chơi thú vị trên biển Hòn Thơm, và nếu không thể phóng xe tốc độ nhanh ở trên đường mà lướt đàm mê tốc độ, thì bạn hãy thử tự mình điều khiển mô tô nước lướt sóng với tốc độ thần tốc, tận hưởng gió trời và vị mặn mòi của biển đảo Phú Quốc bạn nha. Và một điều bạn cần đặc biệt lưu ý là nếu muốn cho các bé tham gia trò chơi mô tô nước thì cần trao đổi trước với đội ngũ kỹ thuật viên của đảo Hòn Thơm bạn nha. 9. Tắm biển, check-in bãi Trào. Và sau một ngày dài vui chơi mệt mỏi thì sao bạn không dành một chút thời gian để đi tắm biển hay là check-in bãi Trào đi nào? Đây được xem là một trong những địa điểm sống ảo thần thánh tại Hòn Thơm. Thật tình mà nói thì góc nào tại bãi Trào cũng xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập 1001 góc sống ảo chuẩn Madis tại Hòn Thơm đâu nha. Tuy nhiên, nếu bạn đang không biết phải bắt đầu từ đâu thì đừng bỏ qua hàng dừa xanh gì cùng với những chiếc xích đu với tầm nhìn trọn biển xanh ở bãi Trào bạn nha. Còn nếu không có sức sống ảo nữa rồi thì hãy thử đánh một giấc trên những chiếc võng siêu êm ái để phục hồi lại nguồn năng lượng cũng là một idea hay đấy. Chẳng ngoài khi có cơ hội đừng nằm dưới tán cây dừa, tận hưởng làn gió biển mát lạnh, nghe tiếng sóng vỗ rì rào đúng không nào? Xong rồi, vậy là Blog Travel Việt đã liệt kê tỉ mỉ cho các bạn những hoạt động vui chơi tại cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc rồi. Vậy cáp treo Hòn Thơm có gì chơi? Và rồi bỏ ra 400.000 đồng, mua vé có đáng hay không? Thì tự bạn cũng có câu trả lời rồi đúng không nào? Và nếu bạn có thêm bất kỳ thắc mắc nào về cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc, cũng như giá vé cáp treo Hòn Thơm là bao nhiêu,
mua vé cáp treo Hòn Thơm giá rẻ ở đâu, hay là lịch vận hành mới nhất của cáp treo Hòn Thơm là như thế nào, thế hãy liên hệ ngay với blog Travel Việt bạn nhé.